Ủy ban Nhân dân tỉnh Vĩnh Long vừa có văn bản chỉ đạo các đơn vị sở ngành trên địa bàn tỉnh việc tăng cường chỉ đạo thực hiện các hoạt động khuyến công tại địa phương. Theo đó, tập trung thực hiện và tham mưu Ủy ban Nhân dân tỉnh xây dựng và phê duyệt chương trình khuyến công địa phương giai đoạn đến năm 2025 để tổ chức thực hiện. Cùng với đó, tổ chức triển khai kế hoạch khuyến công quốc gia và khuyến công địa phương đã được phê duyệt năm 2022, đảm bảo tiến độ, hiệu quả, đúng quy định, hỗ trợ các cơ sở công nghiệp nông thôn tiếp tục vượt qua khó khăn, phục hồi và phát triển sản xuất kinh doanh trong giai đoạn hậu Covid-19. Đồng thời quan tâm thực hiện hoạt động khuyến công, hỗ trợ doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn, hợp tác xã, có trọng tâm, trọng điểm vào các lĩnh vực sản phẩm chủ lực, tiềm năng lợi thế cạnh tranh của vùng địa phương, bảo đảm phát huy tối đa nguồn lực, năng lực hiện có của các cơ sở công nghiệp nông thôn, phát triển các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, tiếp tục tăng cường nguồn vốn từ ngân sách địa phương và ngân sách trung ương trong hỗ trợ khuyến khích phát triển công nghiệp nông thôn.